Triệu Lộ Tư sinh năm 1998 là một trong những tiểu hoa thế hệ mới nổi bật nhất của showbiz ở thời điểm hiện tại. Triệu Lộ Tư chính thức ra mắt với tư cách là một diễn viên vào năm 2017. Từ đó đến nay, nữ diễn viên đã sở hữu cho mình hơn chục bộ phim nổi tiếng, chiếm được tình cảm của người hâm mộ. Trong video hôm nay, hãy cùng showbiz phim điểm lại 15 bộ phim đáng chú ý nhất trong sự nghiệp diễn xuất của Triệu Lộ Tư nhé! Phượng Tù Hoàng, năm 2018. Triệu Lộ Tư bắt đầu được khán giả chú ý khi bộ phim Phượng Tù Hoàng được phát sóng vào năm 2018. Nội dung phim kể về Sở Ngọc, do Quan Hiểu Đồng đóng, vốn một cô gái của thế kỷ 21 xuyên không về thời cổ đại trở thành Chu Tước. Dưới sự đấu tranh giành quyền lực, Chu Tước được đóng giả thành làm Sơn Âm công chúa. Tại đây, cô gặp được Dung Chỉ, do Tống Uy Long đóng, và cùng nhau vượt qua mọi khó khăn để có được tình yêu trọn vẹn. Trong phim, Triệu Lộ Tư vào vai phản diện Mã Tuyết Vân. Cô yêu say đắm nam chính Dung Chỉ nên đã làm đủ mọi cách và mọi thủ đoạn để có được người mình yêu. Triệu Lộ Tư đã thể hiện vai phản diện này một cách mưu mô, sắc sảo khiến cho người xem vừa trách lại vừa thương. Manh Thê Thực Thần, năm 2018. Bộ phim tiếp theo của Triệu Lộ Tư vẫn là một phim theo chủ đề xuyên không, trong phim này cô vào vai thứ chính. Manh Thê Thực Thần kể về nữ chính Diệp Gia Giao do Chủng Dani đóng, một cô gái thời hiện đại bất ngờ xuyên không qua thiên thạch thần kỳ, trở thành con gái của tri phủ Diệp Bình Hoài. Khi tỉnh dậy, cô bất ngờ bị bắt cóc lên Hắc Phong trại. Với tài nấu ăn và tư duy hiện đại, Diệp Gia Giao đã dần thu phục trái tim Hạ Thuần Dư do Triệu Kiện đóng. Trong phim này, Triệu Lộ Tư ghi điểm tuyệt đối với vai Liễu Y Y mong manh, xinh đẹp khác hẳn với vai phản diện trong Phượng Tù Hoàng. Ôi Hoàng đế bệ hạ của ta, năm 2018. Bộ phim kể về cô nàng Lạc Phi Phi do Triệu Lộ Tư đóng, đang là sinh viên trường y đang thực tập tại một bệnh viện thành phố. Để bắt kịp buổi hòa nhạc của thần tượng, cô gặp tai nạn xe đạp khiến linh hồn cô xuyên không đến Hoàng Đạo Quốc, một đất nước xa xôi và bí ẩn. Tại đây cô rơi vào tình huống trở thành người đứng đầu của phe phản diện yếu thế, thường xuyên đấu đá với 12 tinh chủ, gây ra bao tình huống giờ khóc giờ cười. Cô nàng quậy tung cả vương quốc, tới nỗi vào tù ra tội như cơm bữa. Trong cuộc xuyên không này, cô gặp được Bắc Đường Dịch và nhầm tưởng anh chính là Giai Thành, thần tượng của Phỉ Phỉ ở thế kỷ 21, cũng xui xẻo xuyên không tới đây. Cố gắng đủ mọi cách để cả hai có thể trở về rồi lại phát hiện hóa ra tất cả chỉ là nhầm lẫn, cũng vì vậy mà cả hai đã trải qua bao tình huống oái oăm xen lẫn hài hước. Ôi Hoàng đế bệ hạ của ta là bệ phóng đưa tên tuổi Triệu Lộ Tư đến gần hơn với công chúng. Diễn xuất hồn nhiên, lém lỉnh của cô kết hợp ăn ý với Cốc Gia Thành giúp bộ phim đạt được thành công và nhiều người yêu thích. Xuân Hoa Thu Nguyệt, năm 2019. Thiên Lôi Nhất Bộ Chi Xuân Hoa Thu Nguyệt, gọi tắt là Xuân Hoa Thu Nguyệt, được chuyển thể từ tiểu thuyết của nhà văn Thục Khách. Phim là hành trình khám phá thế giới xuyên không của Lôi Lôi do Triệu Lộ Tư thủ vai. Cô tham gia chương trình xuyên không đi tìm tình yêu thời cổ đại. Tại đây, cô tỉnh dậy với cái tên Xuân Hoa và đã gặp Tiêu Bạch. Tưởng rằng đây chính là tình yêu của đời mình nên cô đã tìm đủ mọi cách để ở bên Tiêu Bạch. Thế nhưng, mọi chuyện lại trở nên rắc rối khi có sự xuất hiện của Thượng Quan Thu Nguyệt do Lý Hoành Nghị thủ vai. Xuân Hoa bị Thu Nguyệt lừa rằng nàng chính là em ruột của hắn, sau đó lại bị lôi vào cuộc chiến giữa hai thế lực Hắc Bạch lưỡng đạo. Tuy nhiên, dần dần cả Thu Nguyệt và Xuân Hoa đều nhận ra tình cảm thật của bản thân mình. Thiên Lôi Nhất Bộ Chi Xuân Hoa Thu Nguyệt có cốt truyện hài hước, cùng với dàn diễn viên trai xinh gái đẹp nên khán giả rất yêu thích. Tam Thiên Nha Sát, năm 2020. Tam Thiên Nha Sát là bộ phim ngôn tình cổ trang mô típ tiên hiệp được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Thập Tứ Lang. Tam Thiên Nha Sát kể về thời thượng cổ, tả tướng nước Đại Yến thân là trọng thần triều đình lại thông đồng với kẻ địch, làm cho Đại Yến diệt vong. Dân chúng Đại Yến bị người Thiên Nguyên bắt làm nô dịch hết sức khốn khổ. Công chúa Đại Yến may mắn thoát được và sống ẩn mình dưới thân phận nha đầu Đàm Xuyên, cô tìm cách thâm nhập vào núi Hương Thủ và thề rằng phải tìm ra linh đăng thượng cổ để giải cứu bách tính. Trong quá trình đó, nàng quen biết Phó Cửu Vân, nảy sinh tình cảm, cùng nhau tìm được linh đăng. Không ngờ thân phận thực sự của Phó Cửu Vân là tâm đèn. Một khi linh đăng mở, Phó Cửu Vân sẽ biến mất, người mở linh đăng cũng sẽ hy sinh. Lúc đó bọn họ đã quyết tâm hy sinh thân mình, cứu vớt chúng sinh khỏi lầm than. Giữa lúc nguy cấp, biểu tỷ Đàm Xuyên thay nàng mở linh đăng, vì vậy Đàm Xuyên không chết, nhưng Phó Cửu Vân phải ra đi. Nhớ Phó Cửu Vân, Đàm Xuyên một lần nữa chạm vào linh đăng, tình yêu và đại nghĩa của họ cảm động trời xanh, hai người cuối cùng cũng được gặp lại nhau. Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn, năm 2020. Bộ phim xoay quanh cuộc đời thú vị của cô nàng Tiểu Thiên do Triệu Lộ Tư thủ vai, ở thời hiện đại cô chính là một tác giả chuyên viết tiểu thuyết ngôn tình. Sau đó, cuốn tiểu thuyết của cô đã được mua bản quyền và chuyển thể thành phim,
nhưng nam chính của phim lại liên tục chất vấn nội các tình tiết của kịch bản, khiến phim không thể quay tiếp được nữa. Tức giận vì công việc thuận lợi, Tiểu Thiên tìm đến nam chính để chất vấn. Sau đó, cô nàng biên kịch Tiểu Thiên vô tình xuyên vào chính nội dung bộ phim của mình, trở thành tam công chúa Trần Thiên Thiên. Bởi vì xuyên vào nhân vật phụ, hưởng dương 3 tập phim, ngay đêm tân hôn với nam chính Hàn Thước thì bị tân lang tiễn về Tây Thiên, nên Tiểu Thiên đã tìm cách cứu vãn số phận của chính mình. Theo kịch bản, Trần Thiên Thiên là một cô công chúa có tướng mạo xinh đẹp ngọt ngào, nhưng lại tàn độc và ngang ngược, cũng vì thế nàng bị dân chúng vô cùng căm ghét. Quyết không chấp nhận số mệnh, Trần Thiên Thiên dùng hết năng lực để tạo dựng tiếng tốt cho tam công chúa, đưa nhân vật này quay lại con đường lương thiện. Không chỉ xoay ngược tình thế biến bản thân từ nữ phụ lên nữ chính, Trần Thiên Thiên còn thuận lợi khiến Hàn Thước buông bỏ ý định thâu tóm nữ quốc Đông Lương và chiếm được trái tim của chàng. Từ đấy về sau là chuỗi ngày ngọt ngào, giải đường khắp nơi của nam nữ chính. Yêu Em Từ Dạ Dày, năm 2020. Yêu Em Từ Dạ Dày là bộ phim được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết hướng dẫn sử dụng đàn ông của Lam Bạch Sắc. Bộ phim xoay quanh chuyện tình oan gia của vị tổng tài Lộ Tấn và cô đầu bếp Cố Thắng Nam. Câu chuyện bắt đầu khi Cố Thắng Nam phải liên tục chịu đả kích từ cuộc sống, khi không chỉ bị thất nghiệp mà còn bị thất tình. Chớ trêu thay, cô lại gặp được Lộ Tấn khi vô ý đốt cháy kho bếp của khách sạn Từ Kinh, nơi mà vị tổng tài này đang thu mua lại. Trước nguy cơ bị đuổi việc, Cố Thắng Nam đã dùng tài năng bếp núc của mình chinh phục dạ dày của ông chủ, thậm chí là cả trái tim của anh. Tuy mang hình ảnh điển hình của những bộ phim tình cảm lãng mạn, hài hước, nhưng Yêu Em Từ Dạ Dày vẫn tạo nên điểm nhấn cho riêng mình bằng yếu tố ẩm thực, giúp mở ra những tình tiết về sau và đồng thời cũng thu hút được lượng lớn khán giả đam mê ăn uống. Bộ phim cũng nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả nhờ mối tình chú cháu đầy ngọt ngào dưới sự diễn xuất ăn ý của Triệu Lộ Tư và Lâm Vũ Thân. Vô Tình Nhặt Được Tổng Tài, năm 2021. Vô Tình Nhặt Được Tổng Tài là bộ phim mới của Triệu Lộ Tư. Nội dung phim xoay quanh chuyện tình ngọt ngào giữa Cố An Tâm do Triệu Lộ Tư đóng và Lăng Việt do Lưu Đạc đóng. Lăng Việt là một tổng tài lạnh lùng, khó tính nhưng rất tài giỏi. Tuy nhiên, Lăng Việt chỉ là con nuôi của Lăng Gia. Vì sự đố kỵ của mình, Lăng Phương, cậu cả của Lăng Gia, đã tạo một tai nạn giao thông khiến Lăng Việt rơi xuống biển. May mắn giữ được mạng sống, Lăng Việt vừa bò được lên đường lại bị Cố An Tâm đâm trúng khi cô nàng đang đi giao hàng. Để tránh tai mắt của Lăng Phương, anh đành giả vờ mất trí nhớ đòi An Tâm bồi thường thiệt hại để cô đưa về nhà chăm sóc. Từ đây, những rắc rối cùng những bí mật về thân thế của Lăng Việt và Cố An Tâm cũng dần hé lộ. Trong Vô Tình Nhặt Được Tổng Tài, khác với hình tượng những cô nàng lọ lem yếu đuối, Cố An Tâm của Triệu Lộ Tư là một cô nàng mạnh mẽ, lại rất mê tiền, không đi vào lối mòn những nữ chính ngốc nghếch gây khó chịu cho khán giả. Vì vậy, vai diễn của cô rất được lòng khán giả hâm mộ. Quốc Tử Giám Có Một Nữ Đệ Tử, năm 2021. Phim Quốc Tử Giám Có Một Nữ Đệ Tử kể về cô nàng Tăng Kỳ do Triệu Lộ Tư đóng. Nàng là con gái của Tang tướng quân, do lớn lên ở quân trang nơi biên giới nên tính tình giống hệt con trai. Tăng Kỳ không biết nấu nướng hay thêu thùa may vá, cô chỉ giỏi võ. Vừa về tới kinh thành, Tăng Kỳ vì ham vui mà đã nhận lời thực hiện lời thách thức, đưa túi thơm cho Yến Vân Chi, một thầy giáo tại Quốc Tử Giám và mời chàng theo mình chơi hội lồng đèn. Nếu nhiệm vụ không thành, cô sẽ phải lên ca hát tại hội đèn lồng. Mà tài năng ca vũ của cô nàng thì siêu dở. Chắc chắn nếu lên biểu diễn, cô sẽ trở thành trò cười của thiên hạ. Thoạt đầu, Tăng Kỳ nghĩ rằng nhiệm vụ của mình sẽ rất dễ dàng đạt được. Nhưng 5 lần 7 lượt, cô đều bị Yến Vân Chi từ chối. Cuối cùng, để thực hiện được thử thách, cô quyết định sẽ khi gia nhập Quốc Tử Giám, vì đây là nơi Yến Vân Chi đang giảng dạy. May mắn là người bạn thanh mai trúc mã của cô là Trác Văn Viễn, cũng đang theo học tại đây và đã giúp cô một tay trong hành trình chinh phục nhiệm vụ có độ khó cao này. Từ đó, Tăng Kỳ trở thành nữ học sinh duy nhất của Quốc Tử Giám, ngày ngày náo loạn cùng bạn học. Trường Ca Hành, năm 2021. Trường Ca Hành được chuyển thể từ tác phẩm truyện tranh cùng tên của tác giả Hạ Đạt. Bộ truyện từng giành được giải Kim Hầu và Kim Long tại lễ trao giải phim hoạt hình Trung Quốc. Trường Ca Hành lấy bối cảnh thời nhà Đường, xoay quanh câu chuyện về quận chúa Vĩnh Ninh Lý Trường Ca do Địch Lệ Nhiệt Ba đóng, mở đầu với tình tiết cha của Lý Trường Ca bị hoàng đế Lý Thế Dân giết hại. Biết tin cha bị giết, Lý Trường Ca trốn khỏi hoàng cung. Cô cải nam trang, che giấu thân phận lưu lạc trong dân gian tìm cơ hội báo thù cho cha dưới sự giúp đỡ của nam chính A Sử Na Chuẩn do Ngô Lỗi đóng. Trong phim, Triệu Lộ Tư đóng vai Vĩnh An công chúa Lý Lạc Yên, con gái của Lý Thế Dân, em họ của Lý Trường Ca. Nàng có tính cách yếu đuối, trái ngược với Lý Trường Ca nên cô luôn được bảo bọc, che chở. Lý Lạc Yên và Lý Trường Ca vốn là tỉ muội thân thiết, nhưng rồi về sau vì mối thù của đời trước mà dần xa cách.
Mặc dù vậy, cả hai cũng không hề trở mặt mà vẫn âm thầm giúp đỡ, hỗ trợ đối phương. Thả thí thiên hạ, năm 2022. Thả thí thiên hạ hay còn có tên khác là Tranh thiên hạ. Phim được chuyển thể từ truyện cùng tên của tác giả Khuynh Linh Nguyệt. Nội dung phim xoay quanh Bạch Phong Tịch do Triệu Lộ Tư thủ vai, một nữ hiệp tài sắc toàn vẹn. Phong Tịch vừa thân thiết vừa ganh đua với Hắc Phong Tức do Dương Dương thủ vai, một kiếm khách lạnh lùng. Cả hai được giang hồ đặt biệt danh là Bạch Phong Hắc Tức. Tuy nhiên, họ không chỉ là hiệp khách giang hồ bình thường, cả hai đều đang che giấu thân phận thật của mình. Bạch Phong Tịch là công chúa Tích Vân của Bạch Phong Quốc, còn Hắc Phong Tức lại chính là hoàng tử Lan Tức của Hắc Phong Quốc. Lúc này, huyền thiết lệnh của hoàng tộc bị đánh cắp. Với câu nói lưu truyền đã lâu trong dân gian rằng ai có được huyền thiết lệnh sẽ có được thiên hạ, khiến lục quốc đều nóng lòng tham gia vào cuộc chiến đẫm máu này. Hắc Phong Tức và Bạch Phong Tịch cũng không thể đứng ngoài, họ cũng bắt đầu tham gia vào cuộc tranh giành thiên hạ khốc liệt. Tinh Hán Sán Lạn, năm 2022. Phim xoay quanh cuộc đời của nàng tiểu thư nhà họ Trình là Trình Thiếu Thương. Ngay từ khi mới lọt lòng, nàng đã sống cùng tổ mẫu, được nhị thẩm nuôi dưỡng vì cha mẹ đều phải hành quân nơi xa trường. Thế nhưng, vì mẫu thân nàng không được lòng tổ mẫu, cộng với việc thẩm nương luôn mưu mô quyền lợi mà Trình Thiếu Thương sống trong cảnh bữa đói bữa no, không được giáo dưỡng. Để tự cứu lấy mình, cô chỉ biết giả vờ làm loạn, giấu đi sự thông minh tài trí của mình để đợi ngày cha mẹ nàng trở về. Sau 15 năm chinh chiến, cha mẹ Trình Thiếu Thương trở về, cứ tưởng nàng sẽ thoát cảnh khổ sở, ai ngờ lại bị mẫu thân áp dụng thiết quân luật, muốn rèn giũa nàng thành một nữ tử đoan chính. Trình Thiếu Thương cùng với bà nội, thím dâu và mẹ ruột, bốn người phụ nữ đối đầu lẫn nhau, khiến cho Trình gia ngày nào cũng có kịch hay để xem. Thiếu Thương quyết định trông chờ vào chuyện hôn sự nhằm thoát khỏi gia đình. Nhưng vận rủi vẫn chưa buông tha Thiếu Thương, khi cô lần lượt gặp gỡ ba người đàn ông nhưng rồi cả ba đều vướng phải nhiều lý do mà hủy hôn. Trái ngược với cô, Lăng Bất Nghi do Ngô Lỗi đóng là một tướng quân trẻ tuổi tài cao, chiến công lẫy lừng, được quận chúa mến mộ, lại còn được hoàng đế yêu thương như con ruột. Nhờ một lần tra án trộm binh khí, cả hai đã vô tình dây dưa với nhau dẫn đến mối lương duyên kỳ lạ. Lăng Bất Nghi bị ấn tượng trước sự thông minh, lém lỉnh của Trình Thiếu Thương và đã đem lòng yêu mến cô, mở ra mối lương duyên dây dưa không dứt của hai người. Lăng Bất Nghi cũng hiểu rõ hoàn cảnh và tính cách của Thiếu Thương, nên lúc nào cũng ra sức bảo vệ và che chở để cô không phải chịu bất kỳ thiệt thòi, tổn thương nào. Còn Thiếu Thương thì cũng hết lòng quan tâm, chăm sóc và luôn ở bên Lăng Bất Nghi những lúc anh cô đơn, khó khăn nhất. Hành trình yêu đương của cả hai lúc đầu chính là oan gia ngõ hẹp, sau đó lại thành phu thê mặn nồng, ở giữa là quá trình tìm hiểu, thấu hiểu nhau đầy thú vị của Trình Thiếu Thương và Lăng Bất Nghi. Hậu Lãng, năm 2023. Bộ phim Hậu Lãng kể về Tôn Đầu Đầu do Triệu Lộ Tư đóng, một cô nàng vừa tròn đôi mươi, có tính cách kiên cường, thẳng thắn, thường xuyên bênh vực những người yếu thế. Tôn Đầu Đầu mồ côi cha mẹ từ sớm, nên cô cũng không được định hướng rõ ràng về mục đích cuộc đời, không thắc mắc về quá khứ cũng không nghĩ quá nhiều đến tương lai. Trong một lần gặp rắc rối và được giáo sư Đại học Y học cổ truyền là Nhậm Tâm Chính đưa tay giúp đỡ, cuộc đời cô thay đổi khi được vào lớp Y học cổ truyền Trung Quốc. Trong lớp học này, Đầu Đầu và con trai của Nhậm Tâm Chính là Nhậm Thiên Chân, do La Nhất Châu đóng, như nước với lửa. Cả hai luôn bất đồng quan điểm, chẳng ai ưa ai. Giữa họ phát sinh nhiều vấn đề không hay và đem lại hàng loạt tình huống rắc rối. Phim khai thác nhiều khía cạnh của ngành y học cổ truyền Trung Quốc, cũng như những áp lực cuộc sống của giới trẻ, cùng với quan điểm về việc bảo tồn các giá trị truyền thống trong xã hội công nghệ hiện đại. Vụng Trộm Không Thể Giấu, năm 2023. Nội dung phim Vụng Trộm Không Thể Giấu xoay quanh những câu chuyện dễ thương của Tăng Trĩ do Triệu Lộ Tư đóng từ lúc 14 tuổi cho tới khi trưởng thành. Trong nửa đầu, phim khai thác chủ đề tình cảm ở lứa tuổi vị thành niên bằng cách kể mối tình trong sáng. Cảm giác rung động đầu đời của cô bé Tăng Trĩ với anh chàng Đoàn Gia Hứa, bạn học của anh hai cô là Tăng Diên. Tăng Trĩ thể hiện tình cảm theo cách ngây thơ, ngại ngùng như lấy cớ đi cùng anh trai để gặp Đoàn Gia Hứa, giữ vỏ chai sữa mà anh tặng và để trên bàn. Niềm vui của Tăng Trĩ là được nhìn thấy và nói chuyện cùng người cô thích. Cô lấy anh làm động lực để cố gắng học tập và đỗ đại học. Với Đoàn Gia Hứa, anh coi Tăng Trĩ như em gái ruột. Được gia đình Tăng Trĩ tin tưởng, Gia Hứa thường xuyên bảo vệ và giúp đỡ cô như dạy học, cho những lời khuyên trong cuộc sống. Chỉ tới khi Tăng Trĩ lên đại học, Gia Hứa dần nhìn nhận cô theo cách khác, không còn là em gái nhỏ mà anh cần bao bọc. Ở nửa sau, tác phẩm tập trung khắc họa tình yêu yên bình, ngọt ngào. Không khai thác các tình tiết như người thứ ba, hiểu lầm, chia tay thường thấy trong phim tình cảm, phim cho thấy vẻ đẹp của mối quan hệ lành mạnh. Cả hai luôn trân trọng, tin tưởng và bảo vệ nhau vô điều kiện. Thần Ẩn, 2023.
Thần Ẩn được xem như là phần 2 của bộ phim Thiên Cổ Quyết Trần. Ngày chân thần Bạch Quyết ra đi, chân thần Thượng Cổ đã đóng cửa thần giới. Sau đó cùng con trai Nguyên Khải, do Vương An Vũ đóng, cũng ở ẩn, dẫn đến các đại lão không còn xuất hiện trong tam giới. Trong một lần dạo chơi, Nguyên Khải đã vô tình làm vỡ phong ấn Phượng Ẩn, Hỏa Phượng Hoàng, thất thế trong niết bàn cảnh, khiến Phượng Ẩn bị hồn bay phách lạc. Để sửa chữa lỗi lầm, Nguyên Khải nỗ lực tu luyện để tìm lại hồn phách Phượng Ẩn đang lưu lạc tam giới. Trong một lần ở Đại Trạch Sơn, Nguyên Khải nhặt được một con thủy ngưng thú mang về, sau khi hóa thành hình người được đặt tên là A Âm, do Triệu Lộ Tư thủ vai. Sau đó, cả hai cùng đồng hành đi tìm hồn phách Phượng Ẩn. Trong quá trình đồng hành cùng nhau, dù cả hai có nhiều hiểu lầm, khúc mắc, nhưng tình yêu giữa họ lại dần nảy nở. Lúc này Nguyên Khải lại phát hiện ra một sự thật là A Âm chính là một tia linh hồn của Phượng Ẩn. Thế nhưng, một biến cố bất ngờ xảy ra, A Âm bị đổ oan là đã hắc hóa trở thành nữ ma đầu. Trước sự chứng kiến của chúng tiên, Nguyên Khải đã tự tay đánh tan nguyên thần của A Âm. Sau đó, Nguyên Khải ngày ngày sống trong ân hận vì đã giết chết A Âm và quyết định sử dụng cấm thuật đảo ngược luân hồi để mọi thứ có thể quay về quá khứ và bắt đầu lại một lần nữa. Mục đích của anh là cứu giúp chúng sinh, đồng thời đưa A Âm khỏi quỷ giới. Khi đã trở thành Phổ Yên Thượng Quân, Nguyên Khải vẫn lưu lại một linh hồn nhỏ chờ A Âm đến 1.000 năm. Về phần A Âm, sau khi trải qua muôn vàn luân hồi chuyển kiếp, cô đã trở về với thân phận Phượng Hoàng và mất đi ký ức về Nguyên Khải. Trên đây là 15 bộ phim đặc sắc nhất của Triệu Lộ Tư. Trong khi chờ các phim mới khác của nữ diễn viên được lên sóng, bạn có thể dành thời gian thưởng thức những bộ phim này nhé. Và nếu thấy video này hữu ích thì hãy cho mình một like, cũng như đừng quên đăng ký kênh nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp nhé.